Xin chào tất cả các anh em yêu xe máy nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm cái về vô lăng phun xăng điện tử. Mình sẽ độ về vô lăng quên pha. Đây là vô lăng nằm ở trên là vô lăng phun xăng điện tử nha. Còn ở dưới là vô lăng quên pha. Đây, mình đã ốp hai cái vào cho đúng vị trí của tâm của cái cốt dên. Thì mình muốn biết chính xác tâm cốt dên á, thì ở đây là nó có ba cái lỗ của đế đề bắt ngược ha, ba lỗ này. Còn cái đế này nó chưa có khoan qua cái lỗ để bắt đế đề phần của đế bi đề nha. Đây, bên đây đã khoan rồi, để quên pha zin thì đã khoan ba lỗ này rồi ha, ba lỗ để bắt đế đề ha, còn ba lỗ này là để bắt đế nghịch nè. Thì mình sẽ nhìn từ bên đây qua bên kia đó, ba lỗ này nó sẽ thẳng hàng với nhau đó. Cái lỗ này mình canh sẵn thẳng hàng với nhau, thì cái cửa kích đó nó có sẽ thẳng hàng với nhau đó. Cái lỗ chốt đầu vớt này nó sẽ thẳng hàng với nhau, thì mình xem như là nó chính xác. Thì giờ mình sẽ làm dấu đó, mình sẽ làm dấu những cái cửa kích này đó, mình sẽ làm dấu những cái kích này nó thẳng hàng với nhau, rồi mình sẽ hàng những cái cửa kích này lên đây đó. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện hàng những cửa kích. Xong rồi mình sẽ lắp vô xe, mình test thử cho anh em xem. Mình đã làm dấu xong những cái cửa kích này rồi nha. Đây, nó nhìn gồm có 9 cửa. À, gồm có 9 cửa. Thì giờ mình sẽ làm dấu xong rồi mình sẽ để khô cái sơn tí xíu thì mình sẽ hàn. Nhưng mà trong khi mình hàn á, mình sẽ bỏ nước vô đây, mình sẽ lấy một cái dĩa nước á, mình sẽ bỏ vô trong đây đó, để cho cái nhiệt độ nó sẽ không có nóng vô, nó sẽ giảm bớt cái độ nóng của AMA 500, nó sẽ đỡ hư bung những cái dòng này ra, tại khi mình hàn cái nhiệt độ rất là cao. À, mình sẽ bỏ cái dĩa nước vô đây để cho nó tránh tình trạng hư hại thiệt hại đến cái vô lăng của mình.